Xuân 2001, Đảng ta tiến hành Đại hội 9. Đại hội phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Trong niềm vui lớn của mùa xuân đất nước, Việt Nam đang có thế và lực vững vàng để bước tiếp trong năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Quá trình đổi mới của đất nước là một quá trình liên tục với những bước đột phá quan trọng. Chính sách đổi mới đã được Đảng khởi xướng vào thập niên 1980 và chính thức thực hiện đổi mới về tư duy kinh tế, xóa bỏ bao cấp từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986. Quan điểm về đổi mới của đất nước luôn được kế thừa, bổ sung, phát triển về nhận thức và có những quyết sách phù hợp qua các kỳ Đại hội 7, Đại hội 8 của Đảng. Tuy nhiên, trình độ phát triển của nước ta còn chậm, nguy cơ tụt hậu so với thế giới vẫn là thách thức. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đẩy nền kinh tế nước ta phát triển và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 9. Trên khắp các tỉnh thành cả nước, nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, công trình, đâu đâu cũng thấy không khí ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 9. Trong khí thế vững vàng bước vào thiên niên kỷ mới, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.168 đại biểu chính thức thay mặt cho 2.479.719 đảng viên cả nước. Trong một thời điểm lịch sử trọng đại, cả dân tộc đang vững bước tiến vào thế kỷ 21 dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm qua đã tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo ra điều kiện tiền đề rất quan trọng để dân tộc ta bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội 9 khẳng định những kinh nghiệm, bài học đổi mới và quá trình thực hiện qua các kỳ Đại hội 6, 7, 8. Một là, trong quá trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 4 là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Đại hội lần thứ 9
Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Tại đại hội này, lần đầu tiên Đảng ta đã nêu lên quan điểm toàn diện của mình về tư tưởng Hồ Chí Minh. Báo cáo chính trị nêu rõ, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Điều đó khẳng định một lần nữa giá trị trường tồn và sức sống bất diệt của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội 9 đã khẳng định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ. Đấy là nhận thức vô cùng quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong phát triển kinh tế thời gian những năm sau này. Đại hội 9 nhấn mạnh, tiếp tục triển khai nghị quyết Trung ương 6 lần thứ 2, đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Trên tinh thần đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng đã định ra chiến lược phát triển đất nước trong 20 năm đầu của thế kỷ 21, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng ta ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới. Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội cũng đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2001-2005. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm là tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng kinh tế đối ngoại, tạo chuyển biến mạnh về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát huy nhân tố con người, tạo nhiều việc làm, cơ bản xóa đói, giảm số hộ nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hình thành một bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 150 ủy viên chính thức. Ban chấp hành Trung ương đã bầu ra Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên chính thức, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Chúc mừng đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 9. Để làm tròn nhiệm vụ trước dân tộc trong thời kỳ mới, yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy ưu điểm và nhân tố mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố quyết định thành công của quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 9 và là yếu tố sống còn đối với vận mệnh của Đảng. Sau những ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng thành công tốt đẹp, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ: tiếp tục đường lối đổi mới, đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển toàn diện nông lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nghị quyết cũng nhấn mạnh tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học,
kết hợp với công nghệ thông tin, chú trọng tạo và sử dụng giống cây, con giống có năng suất, chất lượng cao và giá trị cao. Để phục vụ phát triển lĩnh vực nông thôn, ngày 13 tháng 3 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 34/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, gồm 5 vấn đề chủ yếu sau: tình hình cơ bản của các hộ nông thôn, cơ sở hạ tầng của các xã và thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, quan hệ sản xuất nông thôn, kinh tế trang trại, tình hình cơ bản và năng lực sản xuất của ngành thủy sản, cơ cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, vốn trong nông thôn. Cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2001 được triển khai thống nhất trong cả nước nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng làm căn cứ cho Đảng và Nhà nước điều chỉnh những chính sách phù hợp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Sau cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, Chính phủ đã chủ trương áp dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, liên kết nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong cả nước. Chuyển đổi hướng sản xuất tại các vùng có diện tích lúa năng suất thấp, không ổn định. Cả nước đã chuyển trên 166.000 ha đất lúa vùng ven biển sang nuôi trồng thủy sản và trồng các cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đã đạt và vượt 50 triệu đồng một hecta mỗi năm. Do có bước chuyển đổi cây trồng hợp lý nên vẫn bảo đảm được an ninh lương thực trong nước và tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Năm 2001, xuất khẩu 3,55 triệu tấn gạo. Sản phẩm cây công nghiệp chiếm 28% tổng xuất khẩu của thế giới. Trái cây xuất khẩu của Việt Nam năm 2001 đạt gần 200 triệu đô la Mỹ. Chăn nuôi gia súc và gia cầm tăng mạnh. Năm 2001, sản lượng thịt đạt trên 1.970.000 tấn. Trong năm 2001, ngành thủy sản tiếp tục phát triển toàn diện cả nuôi trồng và đánh bắt. Sản lượng đạt 2,43 triệu tấn, tăng 8,2% so với năm 2000. Trên cơ sở đó, ngành công nghiệp chế biến thủy sản ngày càng lớn mạnh với hệ thống 200 nhà máy đông lạnh. Đây là lĩnh vực thu hút nhiều lao động, đủ các trình độ từ phổ thông đến chuyên gia cao cấp và các nhà khoa học. Xuất khẩu thủy sản năm 2001 đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với năm 2000. Năm 2001, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,7%. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, ngày 2 tháng 2 năm 2001, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã khởi công xây dựng đường dây 500 kV mạch 2 Pleiku Phú Lâm với tổng chiều dài 1.600 km, điểm đầu là trạm Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối là Thường Tín, Hà Tây. Tổng nguồn vốn đầu tư 7.510 tỷ đồng. Đường dây Bắc Nam 500 kV mạch 2 do các kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm các khâu thiết kế, giám sát, thi công, chế tạo cột thép. Khi hoàn thành đường dây 500 kV mạch 2, góp phần nâng cao tính an toàn của hệ thống điện và thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề phụ thuộc vào hệ thống điện. Nếu như trong những năm vừa qua, chúng ta không phát triển cái hệ thống đường dây, chúng ta không phát triển cái nguồn điện của nước ta, thì không thể có những thành tựu rất quan trọng là đến nay có 80% số xã có nguồn điện đến với xã. Thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp giai đoạn 2001-2010. Trong năm 2001, các ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm của đất nước đã đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, một số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, tự động hóa được chú trọng phát triển. Các ngành sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu tăng nhanh nhằm đảm bảo yêu cầu cải thiện, nâng cao mức tiêu dùng của dân cư và đẩy mạnh xuất khẩu. Các ngành sản xuất tư liệu sản xuất cũng được chú ý phát triển, nhất là sản xuất tư liệu phục vụ cho ngành nông nghiệp, cho xây dựng cơ bản, giao thông vận tải và dịch vụ điện nước. Những ngành thu hút nhiều lao động như dệt,
may, da giày, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phẩm được quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất. So với 10 năm trước, do chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực theo hướng tỷ trọng khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm dần, khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Năm 2001, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 21,5%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,6%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 tăng 14,6%. Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo cũng được tiến hành bằng nhiều hình thức và đã có hiệu quả thiết thực. Ngày 27 tháng 9 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 143/2001/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005. Đây là chương trình tổng hợp có tính chất liên ngành trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, quyết định góp phần tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội. Xã Đắc Hờ Lơ, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai gồm 2.000 hộ dân, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhờ chính sách xóa đói giảm nghèo, người dân được nhà nước hỗ trợ giống, cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê. Đầu ra cho sản phẩm cũng được bao tiêu sau khi thu hoạch. Đời sống nhân dân được nâng lên, các cơ sở y tế, trường học, nước sạch được nhà nước đầu tư xây dựng. Một vùng Tây Nguyên khởi sắc, thay đổi diện mạo khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 5 năm 2001-2005. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2001 giảm còn 16,1%. Đường lối chính sách của Đảng đi đúng vào cái mong đợi của người dân. Nhà nước hỗ trợ, rồi nhà nước hướng dẫn và nhân dân sẽ làm. Là nhiều nơi anh bà con người ta làm, phấn khởi lắm. Đấy là một cái cuộc đổi đời. Và không chỉ đổi đời, mà đó là cái việc mà nâng cao cái chất lượng sống của người dân. Năm 2001, tình hình an ninh khu vực và thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Các thành phần khủng bố cực đoan, các tổ chức tội phạm tiếp tục gia tăng. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ đã phải hứng chịu đòn tấn công bất ngờ của tổ chức khủng bố quốc tế Hồi giáo Al-Qaeda. Vụ tấn công khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương, thiệt hại kinh tế lên đến con số 3,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Sự kiện ngày 11 tháng 9 không chỉ làm chấn động đối với nước Mỹ mà còn gây tình trạng bất ổn cho an ninh toàn cầu. Phải mất nhiều năm sau, nước Mỹ và cộng đồng thế giới mới có thể khắc phục hậu quả của vụ tấn công. Sau sự kiện 11 tháng 9, Mỹ đã chính thức phát động chiến dịch chống khủng bố trên toàn cầu và nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nước trên thế giới. Sự kiện 11 tháng 9 tạo ra những phản ứng trong nền chính trị toàn cầu. Việt Nam cũng đã phản đối mạnh mẽ mọi hành động khủng bố và ủng hộ các nỗ lực nhằm loại trừ khủng bố ra khỏi đời sống của nhân loại. Việt Nam cũng chủ động hợp tác an ninh với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế để ngăn chặn kịp thời các hành vi khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia trong những năm về sau. Trong bối cảnh an ninh thế giới có nhiều biến động, Đảng, Chính phủ đã có những chủ trương, quyết sách kịp thời trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Năm 2001, chúng ta đã triệt phá, bắt giữ và đưa ra xét xử nhiều đối tượng hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen. Các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn, chấn chỉnh kịp thời hoạt động tại các vũ trường, quán bar, nhà hàng. Sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong việc đấu tranh với các hành vi tội phạm đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Đại hội lần thứ 9 của Đảng đã khẳng định chủ trương phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Trên tinh thần đó, năm 2001, Đảng, Nhà nước kiên định đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với quốc tế. Thông điệp của Việt Nam gửi tới thế giới trong thế kỷ mới là Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Năm 2001, Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN ASC và Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, tăng cường vai trò trong các hoạt động ngoại giao đa phương. Từ ngày 23 đến 24 tháng 7 năm 2001 tại Hà Nội, Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34. Chính sách ASEAN là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của nhà nước Việt Nam, mà định hướng đã được khẳng định là chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển. Ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2001, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã sang thăm Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Nga. Từ yêu cầu phát triển quan hệ trong tình hình mới, Việt Nam và Liên bang Nga đã xác lập mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Đây được coi là nền tảng cho sự hợp tác của Việt Nam và Nga trong thế kỷ 21. Nga cũng trở thành nước đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt-Nga vào một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sẽ là không thể tha thứ được nếu để mất đi truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua. Việt Nam có thể nhận được công nghệ mới nhất, không thua kém gì của các quốc gia trên thế giới, và sự hợp tác là hoàn toàn phù hợp. Trong năm 2001, các lãnh đạo đảng, nhà nước cũng có nhiều hoạt động đối ngoại với các nước trong khu vực và thế giới. Tháng 7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chính thức thăm hữu nghị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên khẳng định mối quan hệ chính trị vững chắc, quyết tâm giữ gìn và phát huy quan hệ truyền thống giữa hai nước như một tài sản vô giá của cả hai dân tộc. Hai bên cũng quyết định đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới, tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị vì lợi ích, sự phát triển của mỗi quốc gia và ổn định khu vực, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào khi bước vào thế kỷ 21. Thăm hữu nghị Trung Quốc từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp tục khẳng định mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, đặc biệt là nâng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với tiềm năng và lợi ích của mỗi nước. Ngày 27 tháng 12, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã diễn ra lễ cắm mốc quốc giới đầu tiên trên đất liền Việt Nam, Trung Quốc. Lễ cắm mốc đặt nền móng cho việc xây dựng đường biên giới hữu nghị lâu dài giữa hai nước, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển của mỗi nước và sự giao lưu giữa nhân dân hai nước. Từ ngày 6 đến 16 tháng 10, Thủ tướng Phan Văn Khải đã thăm hữu nghị chính thức Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và ký kết nhiều văn bản hợp tác song phương. Chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Tây Bắc Âu. Quan hệ song phương thì tất cả các nước đều bày tỏ rõ ràng cái chuyển hướng chính sách của họ sang châu Á Thái Bình Dương và coi Việt Nam là một cái trọng điểm. Đứng về mặt đa phương ấy, thì chúng ta cũng rất là may mắn là được cả ba nước ủng hộ mạnh mẽ cái quan hệ của ta với Liên minh châu Âu.
Vì trong cái thời điểm hiện nay chúng ta đang chủ trương là đàm phán với Liên minh châu Âu để mở rộng hơn nữa cái quota hàng hóa của ta sang châu Âu. Cũng trong năm 2001, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ BTA đã chính thức được Quốc hội hai nước thông qua và có hiệu lực. Sự kiện này một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của chúng ta là độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, sẵn sàng phát triển sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi với tất cả các nước vì hòa bình và phát triển. Quan hệ thương mại này không chỉ là một trụ cột trung tâm trong quan hệ đối tác và hữu nghị giữa chúng ta hiện nay, mà còn mang lại lợi ích vô cùng lớn cho người dân và các doanh nghiệp ở cả hai nước. Khi các công ty hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ đầu tư vào một loạt ngành quan trọng chiến lược của Việt Nam, tạo ra công ăn việc làm tốt ở Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và đồng thời cũng đóng góp vào quan hệ giao thương, mang lại lợi ích cho cả hai nước chúng ta. Tôi rất hứng khởi khi nhìn vào tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Tiếp tục mở rộng đường lối đối ngoại, ngày 27 tháng 11 năm 2001, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 07 NQTW về hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết nêu rõ, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Hoạt động đối ngoại năm 2001 còn góp phần tích cực thúc đẩy xuất khẩu lao động, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Cùng với sự phát triển của các quan hệ hợp tác song phương, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN, ASEM, APEC và chuẩn bị các điều kiện cho việc gia nhập WTO. Kinh tế đối ngoại của Việt Nam năm 2001 đã góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong nước, đưa hàng hóa Việt Nam chiếm lĩnh được nhiều thị trường quốc tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2001 là hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8%. Năm 2001, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu từ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt, năm 2001 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng. Hoạt động đối ngoại có được những kết quả khả quan. Đảng, nhà nước đã hoạch định cơ chế chính sách, chiến lược phát triển làm nền tảng vững chắc để nước ta thực hiện thành công đường lối phát triển đất nước trong những năm tiếp theo của thế kỷ 21.